Thứ nhất, khoản 1 điều 6 và khoản 1 điều 170 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thứ hai, chế tài xử phạt sai phạm nếu xây nhà trên đất nông nghiệp. Theo điểm D khoản 1 điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu người sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì đây được gọi là hành vi vi phạm pháp luật. Thứ ba, nếu muốn xây nhà trên đất nông nghiệp, điều bắt buộc là phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp và muốn xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này thì trước tiên phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất thổ cư.